Thì ở đây bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái shop cực kỳ là phê bạn đang có khuyến mãi cực kỳ là sốc nha. Đó chính là khi nạp là khuyến mãi nạp thẻ X2 mà X2 mới kiểu là khi nào anh em nạp nhé. Đây em. Đây là khi nạp 10k thành 20k, khi nạp 30k thành 60k, khi nạp 20k thành 40k em ạ, khi nạp 50k thành 100k, khi là anh nạp 1 triệu thành 2 triệu mà ạ, nạp 50.000 thành 100. Đây. Đây thì mình vừa nạp thẻ 10k thành 20k trong tài khoản đấy. Đây nhá, mình có thể là vậy. Đó thì mình vừa làm một thẻ Viettel 10k thành công thành 20k tài khoản mà đó. Khuyến mãi cực kỳ là sốc ạ, làm 10k thành 20k mới phê chưa em ơi? Phê lòi mắt các bạn, phê lòi tài phoi luôn. Đó. Ngoài ra sốc ở những danh mục săn rôm cực kỳ là phê như là mở bao lì xì mới 20k lượt dễ chơi dễ trúng bạn đó. Mở bao lì xì là 20k lượt này. À, vòng quay đích 60 tỷ em ơi, vòng quay ngọc xanh này, tức là ngoài ra sốc bán đích cực kỳ là rẻ luôn em ơi. Đó thì bạn nào muốn làm thẻ X2 có thể lên ngay shop siêusale.vn nhá, thì mình sẽ để dưới link mô tả mới để anh em vào thử để vào chơi nạp thẻ mới, nạp X2 nạp thẻ em ơi, khi khuyến mãi nạp thẻ 100% ạ, cực kỳ là phê luôn. Ok hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình nhá, thì là Gen TV đây. Ok thì ở đầu video mình chúc tất cả các anh em có một ngày mới thật là vui vẻ nha em ơi. Ok mời thử lúc này thì mình sẽ hướng dẫn cách săn con virus Godzilla để kiếm ngọc xanh cực kỳ đơn giản nha em ơi. Cách kiếm ngọc từ con virus Godzilla nhá. Đây đứng qua chó lại em ạ. Đó, đứng lại chó lại tiếp. Em tô màu mất son của em màu da quên à chó hai chó hơi nhanh. Quên căn chó em ạ. Em giúp sắp bàn luôn em ơi. Chỉ quen tay nên là hơi lú các bạn. Thôi cái thằng này khác bảo kẽ rồi. Cái bông ngọc quá ít thế. Có hai ta. Ui được bông ngọc em ạ. Ngọc mình luôn. Gọi là mấy rồi. Hơn được bông ngọc em ạ. Được bông ngọc xanh luôn. Sao em vừa thấy cặp em ơi. Bác cặp trưởng em ạ. Nhận ba sao là bông ngọc xanh. À là hơi đen em ơi. Là ngay là bông ngọc xanh là hơi đen em ạ. Nó hơi đù đù. Ok mơ thì clip này thì mình. Ok nhá, thì bây giờ mình sẽ hướng các bạn xăm rút em ơi. Thì đôi của mình quay đang quay dở thì ra rút các bạn đang quay dở ấy dở ấy. Thì đồ dao có virus luôn. Đó, săn một ngọc xanh em ạ. Khá là nhọ cho đội bắn nọ. Một ngọc xanh thì không ăn thua rồi. Đó, ok em ơi, thì lúc này mình sẽ hướng tất cả các em săn virus Godzilla để kiếm ngọc xanh em ơi. Săn con virus biến chủ trong game ơi. Săn con virus biến chủ trong game nhá. Đó thì bạn là của chăm chỉ ngày thì săn được khá nhiều ngọc các bạn. Bạn nào chăm chỉ ngày săn được từ 100 đến 200 ngọc thôi, 100 đến 200 ngọc nhá. Bạn nào của chăm chỉ săn được 100 ngọc đến 200 ngọc một ngày. Đó. Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tất cả các em săn nhá. Nếu bạn nào kiểu ý là cái từ một ạc thì săn hơi khó rồi. Bạn nào kiểu có nhiều ạc ấy, kiểu có ạc xê ra để chói sẽ hơn nhá. Bạn nào có khoảng hai ạc xê ra để chói để săn khá đơn giản em ạ. Đó thì các bạn tìm cái map nào đó vắng người nhá. Thì vắng người và sau đó à đâu, bạn nào kiểu muốn sửa ví dụ ở khu anh em ấy thì các bạn phải vào khu của ba người cho em ơi. Vào anh em phải vào khu nhá, vào khu có ba người trở lên, có ba người trở lên. Đó. Trở lên đó từ 5 đến 10 phút đó. 5 đến 10 phút thì virus là Godzilla xuất hiện một lần đó, xuất hiện một lần đó. Đây thì bạn các bạn tìm các bác nào ở cửa đó bằng phẳng chó dễ nhá. Các bạn tìm cái mắt bằng phẳng chó dễ bạn đây, mình xem là cái mắt thường xưa thôi. Mắt thường xưa là nó khá bằng phẳng, không gồ ghề mấy thôi. Mắt nào gồ ghề thì chó hơi khó mà. Các bạn có thể qua cái mắt nhỉ, qua cái mắt phát lưới cao lốt, phát lưới cao lốt và mắt làng mấy cái mắt làng của làng Mori đang ấy thì nó khá là ấy, khá rất xem bởi vì nó bằng phẳng ấy, săn khá dễ. Còn mấy cái mắt làng của làng Mori, làng Aru, làng cao lốt nha, săn nó khá easy luôn. Thì virus cờ xuất hiện từ khu ba người đấy nhá, khu nào có ba người trở lên này, ba người trở lên là sẽ xuất hiện virus đó. Đó. Từ 5 đến 10 phút, từ 5 đến 10 phút, 10 phút này, 5 đến 10 phút là xuất hiện một lần ơi, là xuất hiện một lần nhá. Đó. Sau các bạn dùng sẽ ra chói và dùng vào là phép bem này. Đây, mình dùng bạc để chói để bảo săn dễ. Đây mình dùng bạc là sẽ ra em ơi. Nó sẽ ra mình chói 7 ơi. Nó sẽ ra chói 7 nhá. Hoặc chói cho nó phê mà chói 7 này. Cả bọn làm mấy có liên hoạt đấm khá nhanh mà liên hoạt đấm nhanh săn nhanh hơn nhá. Đây, bọn làm mấy em ơi, thì có liên hoạt đấm thôi thì thối mặt luôn. Đây một con Lambeck em ơi. Một con Lambeck có liên hoạt cấp 7, cấp 6 em ơi, cấp 7 luôn.
xem mà xe sang hơi cùi mà chói chói có hai thôi nên cũng hơi hơi khoai nó chói hai bạn nên là chói hơi nhanh ấy còn à, xe sang chói bảy thì đấm con virus chắc là thối mặt lắm mày thối mặt luôn đây đây mà xe sang chói bảy em bảy chói bảy này khá liên hoàn mà khá là mách liên hoàn cấp 7 đấy đó bây giờ mình sẽ đợi khu này 10 phút nữa khi nào boss ra mình sang quay anh xem nhá quay anh xem mình xem săn virus có thể là như nào em ơi. Ok em ơi, mình qua pack pack rồi cái đốt là còn một rút ra các bạn mình sát tiếp nha. Virus tiêm chủng của chúng tôi này. Em đi tục vào một chỗ. Cái hai cái của mình đốt cho nó đấm liên tục các bạn. Qua sẽ ra được tiếp nha. Chờ tiếp em ạ. Cắt chói tục cho mình, cắt chói tục nha, không mà không được đâu. Tươi, mùa xuân lại đến rồi, cùng nhau chúc bà con. Hy vọng ra ngọc các bạn, hy vọng ra ngọc nhá. Bạc đều được của mình hết, mình xem không biết ra ngọc nhiều không. Có bác được có đốt xanh nó dễ mà cho độ bác này nó sang thăng phẳng bằng phẳng hơn một xíu. Ui đừng nghe ngoài em ơi, wow. Mấy màu xanh này mình sẽ bạc nhà là bạc là mấy nhá. Ui không phải mình, ai ta quả thế này à. Ơ không ai không nhận được, what the fuck. À này được 4 ngọc 10. Ui, 4 ngọc liền. Phê. 5 ngọc mà 5 ngọc nữa. 5 ngọc cơ. What the fuck là 4 ngọc. 4 ngọc, 4 ngọc nha. Khá là phê mà. Thế nhưng từ mình sẽ được 5 ngọc mọi người. Giờ mình sẽ được 5 ngọc trong vòng 20 phút sẽ 5 ngọc nha. Một ngày có 24 tiếng các bạn săn khoảng 10 tiếng hay 5 tiếng không? Ok mà. 20 phút mình săn được 5 ngọc mọi người thì ít bạn bảo bạn nào chăm chỉ săn nhiều hơn thể nhé, bạn nào chăm chỉ có nhiều đấy, săn ngày săn khá nhiều mọi người săn khá đấy. Đó thì mình nhận được 4 ngọc ạ. Ăn lại nữa thì là một ngọc bọn hơi đen mà nhận được ngọc này 4 ngọc bọn hơi cho này được khá ok mà bắt đầu chăm chỉ một ngày can sát được 100 ngọc và 200 trở lên em ơi. Anh cần chăm chỉ thôi, chăm chỉ nên là một ngày các bạn chăn săn được từ 100 ngọc đến 200 ngọc thôi. 100 ngọc xanh đến 200 ngọc xanh các bạn nó khá easy với bạn đầu của bạn nào mà có nhà hơn thì săn nhiều hơn đã. Đó, bây giờ các bạn chăm chỉ thôi, làm cho mình nhá. Đó, các bạn cứ qua vách núi Karos, bởi phải được Karos hoặc là mang mấy cái mắt làng của mắt bằng phẳng hay là qua đảo Kame, qua đảo Kame nhé. Tìm khu đảo vắng người đúng không? Sau đó, tìm khu đảo có 3 người trở lên. Khu đảo có 3 người trở lên nhé thì virus vẫn xuất hiện ơi. Khu đảo có 3 người trở lên nhé thì virus nó mới xuất hiện ở khu đấy em ơi. Đó. Từ 5 đến 10 phút là con virus xuất hiện ở khu đảo có 3 người trở lên nhá. Khá easy mà. Đó. Bạn cần chăm chỉ thôi, chăm chỉ săn rồi bạn. Easy lắm, easy game cực kỳ luôn. Ok mời thử clip mình sẽ đấy nhá. Em thấy hay, hay quý mình. Nên lại một like mời, một đăng ký và bấm chuông nhá. Và một comment phía dưới nhá, em ơi. Thì mình bye bye tất cả anh em nha, bye bye. Bye bye nha. Hẹn tất cả em, hẹn tất cả các bạn vào clip sau. Clip sau.